đội tuyển Argentina, với hành trang là chuỗi 14 trận thắng liên tiếp, đã không thể tiếp tục mạch chiến thắng của mình trong cuộc đối đầu với Uruguay tại Buenos Aires vào tối 16 tháng 11. Trận đấu kết thúc với tỷ số 0-2, đánh dấu một bước ngoặt bất ngờ cho đội chủ nhà, sau khi họ đánh bại Pháp tại chung kết World Cup 2022 và giữ sạch lưới 8 trận liên tiếp. Uruguay, sau chiến thắng trước Brazil, tiếp tục thể hiện sức mạnh và quyết tâm cao độ. Họ mở điểm từ sớm khi Darwin Núñez, ngôi sao đang lên, bứt tốc và tạo ra cơ hội nguy hiểm ngay ở phút thứ 10. Tuy nhiên, may mắn chưa mỉm cười với họ khi pha dứt điểm của Núñez chạy khung thành trong gang tấc. Về phía Argentina, Lionel Messi, mặc dù chưa lấy lại cảm giác bóng tốt nhất sau một tháng vắng bóng, vẫn là tâm điểm trên sân. Anh tạo ra cơ hội ở phút 13 với cú sút xa, nhưng không thành công. Trận đấu trở nên sôi động hơn với những pha vào bóng quyết liệt từ cả hai đội. Thậm chí cả Messi cũng thể hiện sự nóng nảy khi có hành động không đẹp với trung vệ Matheus Oliveira. Argentina bất ngờ nhận bàn thua ở cuối hiệp 1 từ pha phối hợp của Matheus Vina và Ronald Araujo. Sang hiệp 2, đội khách Uruguay tiếp tục áp đặt lối chơi và cuối cùng, Núñez đã ghi bàn thắng thứ 2, khẳng định chiến thắng thuyết phục cho đội bóng của mình. Kết quả này không chỉ là bất ngờ lớn trong loạt trận vòng loại khu vực mà còn là dấu hiệu cho thấy sự cạnh tranh gay gắt ở bóng đá Nam Mỹ.